Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, dù các đơn vị chức năng đã ráo riết vào cuộc nhằm đẩy lùi nạn buôn lậu thuốc lá, nhưng với mức siêu lợi nhuận, các đối tượng vẫn tìm mọi cách để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa. Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý Thị trường, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 728 vụ, xử lý 589 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới, tiêu hủy trên 27.000 bao thuốc lá vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 3,1 tỷ đồng. Tổng cục Quản lý Thị trường thì đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo cho các cái cục địa phương để mà tăng cường công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung và riêng đối mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu là có những chỉ đạo rất là quyết liệt. Chúng tôi đã cụ thể chỉ đạo cho các cục quản lý thị trường đó là tăng cường kiểm tra kiểm soát việc nhập lậu rồi tàng trữ vận chuyển và kinh doanh trái phép thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá nằm nóng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhưng nạn buôn lậu thuốc lá vẫn diễn biến phức tạp. Gần đây, một số đối tượng còn sử dụng hình thức thuê xe tải để vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn. Điển hình như tại tỉnh Vĩnh Long, đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với công an phát hiện và ngăn chặn thành công gần 15.000 bao thuốc lá nhập lậu. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng vận chuyển số thuốc lá trên. Tại tỉnh Ninh Thuận, vừa qua, đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với lực lượng biên phòng phát hiện, thu gom và tạm giữ hơn 19.000 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất trôi dạt vào bờ biển Sơn Hải. Tiến hành kiểm tra các thông tin ghi trên bao bì, toàn bộ số thuốc lá trên không có tem, nhãn thuốc lá bằng tiếng Việt Nam. Điều đáng nói, số thuốc lá trên được các đối tượng để lẫn trong các hàng hóa khác, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Các đối tượng thường xé lẻ các cái lô hàng để vận chuyển, các đối tượng thường vận chuyển lô hàng dưới 1.500 bao để tránh cái việc là vi phạm quy định của pháp luật hình sự dẫn đến phải chịu trách nhiệm hình sự. Trên khâu lưu thông ấy, thì các đối tượng thường là để cái hàng hóa vi phạm là thuộc là điều nhập lậu trong các cái thùng các tông có nhãn hiệu hàng hóa khác để mà tra trộn các cái loại hàng hóa có giấy tờ hợp pháp trên xe. Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng, doanh nghiệp tổ chức giám sát nhiều đợt tiêu hủy mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu nhằm ngăn chặn, răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cùng với đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống thuốc lá đến người dân, hàng nghìn tờ áp phích đã được các đội quản lý thị trường dán tại các địa điểm, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quản lý. Việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá đến người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân về phòng chống thuốc lá điếu nhập lậu, vừa kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu theo quy định của pháp luật, từ đó từng bước ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh mặt hàng này. Lực lượng quản lý thị trường cả nước sẽ siết chặt công tác quản lý địa bàn, xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở, theo dõi diễn biến thị trường, chủ động tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng nhập lậu, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.